na 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 na. Thôi, hát cái gì thế? Trời ơi, đấy là nhạc Thái đấy, nhưng mà lời Việt biết chưa? Suốt ngày chỉ có băng đĩa nhạc, không có lo học hành gì cả. Thế thầy gọi sao mà bây giờ con mới ra hả con? Gọi ai? Con nói cho thầy biết nhá. Thầy mà gọi con thì thầy phải gọi rõ họ tên nhá. Con là Ngọc Nứng nhá. Này, mày nói cho nó tử tế nhá, xem lại cách ăn mặc xem. Trông cứ như là bọn suốt ngày đua xe lượn nách ở ngoài đường ấy. Đấy, thầy biết nhá, kiểu này hơi bị mô đen ấy, tóc này kiểu Naomi Campbell ấy nhá. Sao thầy gọi mãi không ra? Nói thầy gọi ai? Ô con này, thầy không gọi mày thế dễ thường thầy gọi chó ấy. Mà con nói thầy biết nhá, thầy lúc nào cũng nghĩ đến chuyện chó má nhá. Chả thế mà hàng xóm xung quanh đây này, người ta nhá, người ta mất chó mất mèo là người ta cứ rú tên thầy lên. Này, cái này hỏi được cái vạch áo cho người xem lưng. Thầy thèm chó gì để ý đến cái bọn chó hàng xóm ở đây. Chẳng qua là cái bọn đấy nó cứ để ý đến thầy, mà lắm hôm có mấy con nó lại cứ nườm yêu thầy. Con bảo thế thì thầy có tức không cơ chứ? Thầy hỏi nhá. Yeah. Con ra ngoài đường, con để ý đến một thằng, mà thằng ấy nó không thèm để ý đến con có cay không? Nói thật nhá, cũng hơi bị cay đấy. Ừ. Thế nhưng mà nhá, chỉ nói đều nhau vài câu rồi chia tay rồi goodbye đi về luôn nhá. Thế nhưng mà thầy là tính thầy hơi bị thâm trầm độc địa ấy. Thầy cứ nhìn thấy con chó nhà khác lườm yêu thầy một phát là thầy dùng hòn gạch cho một cái bát thầy choảng một phát vào đầu nó. Thế xong rồi gửi nó lên đặt tân. Ừ. Con này mày thì bôi xấu thầy mày đấy à? Thầy thèm gì phải gửi lên Nhật Tân? Chẳng qua là cái đám lái chó xuống tận nơi giả giá được thì thầy mới bán chứ. Đấy. Nổi tiếng như thầy thì thầy thèm quái thì phải bán mấy con chó. Xin lỗi thầy đi nhá. Thầy nói là thầy nổi tiếng ấy gì? Người ta nổi tiếng thì người ta ối tiền. Còn thầy suốt ngày uống rượu, xong rồi cào mặt ăn vạ, ra đường. Nhà thì nghèo rớt bồng tơi ra, người ta cứ tưởng là con là con dở hơi. Con này đúng là không phải dở hơi mà lại còn thêm cái tật biết bơi. Con phải nhớ rằng các cụ dạy rồi, nghèo muôn thủa, giàu bất thình lình. Thầy con mình cứ ăn ở đàng hoàng, mẫu độ cô thương, một bước lên tiên. Còn cái bọn ăn ở thất nhân bất đức không hẳn hoi á, có đến tỷ phú rời phạt phăng phát ra ngoài đường luôn. Con cứ chê thầy đấy. Nghèo rớt kìa. Nhìn thấy gì cơ chưa? Chả nhìn thấy gì cả. Đấy. Mà có mỗi cái bụi chuối từ đời nào cứ tinh tưởng. Mày quên cái lò gạch của thầy à? Lò gạch làm gì cho đời? Ờ, tiền cả đấy, tiền cả đấy. Này, mấy hôm nữa nó mở đường cô tích qua đây khối tiền. Đường cao tốc. Ôi trời. Thầy quên mất, thầy nhầm đúng rồi. Vài bữa nữa mở đường cao tốc qua đây nhá, người ta đền bù mà thầy ối tiền uống rượu đến già. Còn con, bao nhiêu tiền thầy để cho con ối tiền mà con đớn đủ. Đấy, đớn đủ là cái gì đấy? Đớn đủ là đú đởn đấy. Bỏ chịu nói đi. Ồ, con nói thầy mà nói thế là thầy cạnh khóe mẹ nhá. Nhá, con nói thầy biết nhá, mặt con thì xấu nhá, nhưng mà tâm hồn con thì đẹp nhá. Dáng con hơi bị hay đấy nhá. Úi rồi dáng đẹp. Nói thật nó hơi chật lỗ tai một tí, nhưng chỗ thầy con mình thầy bảo thật. Da xanh như lá mít, đít to hơn lồng bàn. Dáng đi thì khoành khoàng, sao chân mày nhiều lông thế? Thầy như con nói thầy biết, chân con nhiều lông nhưng mà không ảnh hưởng gì đến cuộc thi học sinh thanh lịch. Đi thi nó phải có tài năng, đi thi nó phải có nhiều kiến thức. Cái mày có tài năng gì? Còn khối tài. Tài gì con? Đợi thầy đừng có bạc khinh con. Mày hát thầy nghe. Sao lại không hát? Mày hát thật. Thế chỉ ô mây kim tối nguồn kim. Mà thế chỉ ô mây kim tối nguồn kim. Thế chỉ ô mây kim tối nguồn kim. Ây mây kim tối nguồn. Thôi! Ừ, thì nguồn vào đâu thì nguồn à mà nguồn. Sao cả cái bài hát người ta hát hay thế, con chỉ hát mỗi có xe chỉ luồn kim rồi lại luồn kim xe chỉ thế. Nhưng mà khi tập ấy con chỉ có mỗi một công việc là xe chỉ rồi luồn kim. Còn các công việc khác là cái bọn khác trong nhà máy nó làm. Vứt.
đi thi mà hát kiểu như thế thì trượt từ vòng gửi xe đạp. Vứt. Thế thầy, thầy có cái gì thầy bảo con như thế nào? Nghe chuyện tình Lan Điệp chưa? Ôi giời, nghe được thì đã hát rồi. Nghe đây. Lan. Lan Điệp. Lan. Lan Điệp. Lan. Lan Điệp. Điệp cái mà cha mày thầy đây. Thấy nói đến dài cái là mắt hấp ha hấp váy, tay thì tí ta tí tuấy. Con gái con đứa phải giữ ý chứ. Trời ơi, Lan cắt tóc đi tu không phải là vì Lan xài Lan ghê, mà Lan cắt tóc đi tu cho mát mẻ ra đâu. Mày phải hát như thầy ấy thì nó mới chết. Chứ còn bây giờ bỏ qua phần tài năng, thầy kiểm tra kiến thức chung. Kiến thức chung là như nào? Đứng ra kia. Ờ. Đứng ra đấy làm thí sinh, còn thầy làm ban bánh khảo. Thí sinh nghe đây, hãy cho biết định nghĩa thế nào là cái chết. Chết tức là không còn sống nữa. Ôi giời, con này thông minh nhỉ, con thế mà cũng biết đó. Câu thứ hai, già mà chết gọi là gì? Gọi là chết già. Ngu thế. Gọi là lão tử. Gọi là lão tử thì hóa ra lời thầy lại bắt trả lời theo kiểu Hán Việt à? Đúng rồi, con này thông minh. Thì đã thế con đố thầy nhá. Một người bị đánh bầm dập rồi chết thì gọi là gì nào? Bầm dập mà chết. Bầm dập, bầm dập mà chết gọi là gì nào? Bầm dập mà chết gọi là... Gọi là gì? Chuyển. Chuyển thì đã chuyển rồi, nhanh thế. Người bị đánh bầm dập mà chết thì gọi là chết như tử. À đúng rồi. Đợt trước thầy mới đánh cho với thằng Như Đoàn thì thầy quên mất. Này, bây giờ nhá, con đố thầy nữa nhá. Ừ. Một người bị chặt ra từng khúc mà chết thì gọi là gì nào? Quá đơn giản, lẩu này... tử. Người bị chặt ra từng khúc mà chết, gọi một tiếng rất là mỹ miều, người ta gọi là thái tử. Ôi trời ơi. Thôi, bây giờ một câu cuối cùng, thí sinh nghe đây. Dạ, thí sinh đang nghe. Người bị cháy giận cắn chết gọi là gì? Không được, không được, không được. Câu này hơi bị sóc áp đấy. Câu này không được, không được. Nào. Thầy từ xưa đến giờ nhớ, thầy chỉ thấy người ta bảo là rắn cắn chết. Ờ. Nhện cắn chết. Rồi. Bò cạp cắn chết, cùng lắm mà chó dại cắn chết thôi. Này. Làm gì có cái chuyện cháy cắn chết, câu này không chơi. Không, không. Không, con bảo này, nhưng mà đây là trong cuộc thi. Thì thí sinh người ta đặt ra thì thí sinh phải trả lời. Thế thì gọi là gì? Người mà bị cháy giận cắn chết. Ừ, chẳng gọi... may ấy, chẳng may cháy nó cắn thì gọi là gì? Người mà chẳng may cháy cắn gọi là... Gọi là gì? Chuyển. Ừ. Thế lại chuyển rồi. Ừ. Người bị cháy giận cắn chết gọi là chí tử. À, trời ơi. Không được rồi, không được rồi, không được rồi. Không được rồi, con này hỏng, con này hỏng. Con này hỏng rồi, con này hỏng rồi, đang yên đang lành mà phủi phui cái mồm mày đấy. Mày còn muốn thầy chết à con? Thầy còn nói cho cái mặt mày biết nhá. Hôm qua mày dẫn thằng nào đi đâu? Con không đi đâu cả. Đi đâu hả? Con đi vào vườn chuối. Đấy, biết ngay mà nhằng một cái là vào vườn chuối. Con có biết là ngày xưa ông cụ tổ nhà mình cũng nát một đời hoa tàn ba ba đời nhụy ở vườn chuối đấy không? Đúng rồi, bây giờ chảnh cái mà lại vào vườn chuối đi với ai? Con đi với thằng Dần này. Ui dồi, tôi chết rồi rồi. Vào làm gì? Vào vườn chuối chả làm gì cả. Ui thế không làm gì thì vào làm gì? Con với thằng Dần đứng xong thế này, thằng Dần nó bảo nó mỏi chân, thế là con kéo thằng Dần ngồi xuống. Ôi trời ơi, con này lại chủ động rồi. Rồi sao nữa? Thế xong là thằng Dần nó ngồi xuống xong rồi con đành phải lấy tay nó khoác vào vai con. Lại chủ động rồi. Sao không, nữa? Không, nhưng mà sau đấy con thấy nó cứ ngồi đần ra, xong con lại chủ động, con lấy tay con quay mặt nó vào mặt con. Ừ, sao? Thế xong rồi mắt nó nhìn chằm chằm vào mắt con. Thế còn mắt con? Thế xong rồi mắt nó chớp. Thế mắt con thế nào? Xong rồi mắt con cũng chớp. Ui trời, rồi sao nữa? Thế xong rồi mắt nó đảo. Thế còn mắt con? Mắt con cũng đảo. Thế đảo hay là chớp? Vừa đảo vừa chớp, nhưng mà mắt thằng Dân đảo nhiều hơn chớp. Xong rồi sao nữa? Con này kể chuyện sốt ruột quá. Thế xong rồi con lăn đùng ra, con chả biết gì nữa. Xong.
Xong rồi con ơi, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ rồi. Cái lúc cần tỉnh táo để tự vệ thì nó lăn đùng cái phơi thây. Trời ơi, chẳng phải ngu thế. Thế rồi sao, kể nốt đi. Xong rồi con mở mắt ra con nhìn thấy. Nhìn thấy cái gì? Con nhìn thấy. Nhìn thấy cái gì? Nhìn thấy một màu xanh xanh chấm thêm vàng vàng. Một màu xanh xanh chấm thêm vàng vàng. Thế là... Thôi thôi. Thế là thôi thôi. Thầy bảo con kể cho thầy xem cái chuyện ấy nó đi đến đâu. Con cứ hát thế này thì thầy nghe thế nào? Thì nhưng mà con kể cho thầy theo kiểu âm nhạc. Thầy mường tượng ra rồi. Cái màu xanh ấy thì là màu của nõn chuối. Nhưng mà cái màu vàng thì ở đâu ra hả con? Thầy ơi, màu vàng là mặt thằng Dần đấy. Ôi dồi ôi. Thực ra mà nói là tôi biết rồi. Thằng ấy là nó chớp thôi. Nhưng bà con nhà mình là chủ động đảo. Thằng đấy nó chóng mặt là mặt nó chuyển màu. May mà nó không nằm vật cho nó chết đấy con ạ. Mà ngắm lại đi. Con cái thì lớn cả rồi, con phải lấy chồng. Chứ để thầy thấy con là giống cái con mẹ nhà con ấy. Bà đâu chơi ở đấy, bà đâu nằm ở đấy. Hả? Mày đến bụi chuối mày cũng chui vào. Giống con mẹ mày lắm. Đấy. Mà hát lượn đến giờ này còn chưa thấy về. Không hiểu là đi đâu từ sáng đến giờ. Chết thật đi. Thầy ơi. Hả? Thầy, mẹ mẹ con hình như là đi mua cháo hành ở siêu thị rồi. Mua cho ai? Mua cho cụ Lý ở làng bên cạnh ấy. Úi giời ơi. Thầy ơi, thầy thầy làm động tác thì trông thầy như hà mã ấy. Thế sao sao lại mua cháo hành cho thầy Lý hả con? Mua cháo hành cho cụ Lý. Cụ ấy rụng hết răng rồi. Ôi trời ơi. Cụ chỉ ăn cháo được thôi. Thảo nào tao biết rồi. Dạo này thầy thấy mẹ con khác lắm. Khác? Con ơi, hả? Này, thì con có thấy khác ở điểm gì không? Răng mẹ con vàng hơn. Sao lại răng vàng? Răng vàng vì đánh son gió. Ôi trời, mẹ còn cả đánh son nữa à? Nhưng mà đánh son gió thì nó liên quan gì đến răng? Vì là thì tay nghề chưa điêu luyện. Cho nên đánh vào môi thì không đánh, toàn táng nhầm vào răng thôi. Thế cho nên là răng cứ bằng ật ra. Ôi trời ơi, mà này, thầy thấy hình như mẹ mày có cả cái tít tít. Cụ Lý mua điện thoại di động tặng đấy. Ôi trời ơi. Này, đêm nào cũng nhắn tin tít 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 tít. Mày đưa số điện thoại của bố mày đây để thầy gọi cho bố mày về ngay đây. Không. Mày đưa đây. Ơi. Mẹ con không cho đưa đâu. Đúng rồi. Đứa nào nó gọi cái gì ở ngoài kia thế nhỉ? Ê, thầy ơi, không ai gọi con đâu. Rõ ràng thầy nghe thấy. Con đưa số điện thoại cho thầy nhá. Ừ, đưa đây. Con viết ở cái liếp ở trong tường, thầy chạy vào thầy lấy số điện thoại ở trong liếp để đi tìm mẹ nhanh lên. Vậy nhá. Thầy chết với thầy. À. Này, con này mới mua đấy à? À. Hả? Đi đua đi. Đi đua á? Ừ. Đua con này thế nào được? Đua con này bây giờ mới là mua đấy à? Nhưng mà công an họ bắt, khổ lắm. Bắt là bắt thế nào? Ô tô đua thì mới tù, xe máy đua bắt được cũng tù, xe đạp đua cũng tù. Nhưng xe này không tù. Tại sao lại không tù nhở? Xe này nó là xe lưỡng tính. Em chả đi đua đâu. Sao đấy? Bởi vì là em sắp đi thi học sinh thanh lịch rồi. Mà đua nhỡ đâu xây xước chân tay rồi chả đi thi được. Hay là dần đi đua trước đi. Xong rồi dần bứt phá. Xong rồi về dần kể với em nhá. Yên tâm, sẽ bứt phá giành áo vàng chung cuộc nhá. Không. Nhưng mà cẩn thận, nếu không thì đi nốt con mắt còn lại đấy. Yên nhớ tâm. Chưa? Ừ, thế đi nhá. Ờ. À này. Hả? Nứng lên ra bảo. Gì? Con tặng gà. Tặng nứng con gà đấy. Bồi dưỡng ngày mai đi thi thanh lịch. Trời ơi, con gà này dần lấy ở đâu ra đấy? À, trên đường tới đây nhá, dần nhìn thấy một đàn gà, lập tức dần dần đuổi nó đi. Dần đuổi đi, nhưng mà gà này dần lấy ở đâu? Gà này là dần nuôi từ hồi còn trong trứng nhá, mới về bồi dưỡng nhá. Trời.
con này đi gì mà toát mồ hôi vậy nhỉ? Cho cái may mắn đi. Rồi, nhưng mà sợ thầy em lắm. Không sợ, fast food không sợ. À, tao bắt quả tôm nhá. Thằng một pha kia rồi ơi. Tại sao mày ôm con gái tao giữa nhà tao? Không phải. Hả? Không phải tại cháu nhá, tại nứng fast food nhá. Vào đây tao hỏi, vào đây. Dạ. Vào đây. Dạ. Mày tên là gì? Dạ cháu tên là Dần. Ở đâu? Dạ cháu ở cạnh nhà bác. Sao tao chưa nhìn thấy mày bao giờ? Cháu đã nhìn thấy bác đâu. Mày bao nhiêu tuổi rồi? Cháu 17. 17 tuổi mà mày quyến rũ con gái như người khác hả? Này bác bỏ ngay cái câu cháu quyến rũ đi nhá. Bác đừng tưởng cháu lệch một pha nhá. Đấy là đòn thôi nhá. Vẫn đầy đủ nguyên đấy. Đây là nứng nhà bác quyến rũ cháu nhá. Đừng bảo cháu quyến rũ. Đi mày quyến rũ con gái tao, thằng này bước ra khỏi nhà tao. Nhanh đi về. Cút. Xéo. Con này vào trong nhà. Vâng thầy. Vào. Thầy cứ bình tĩnh rồi con nứng, vào. Nứng. Hả? Chưa vào được. Còn con gà. Gà đâu ra đây? Gà này anh Dần anh nuôi từ hồi còn bé tí tị tị ti, anh em mang anh biếu con, à anh tặng con. Giả nó gà. Vào. Vâng. Dần ơi. Thôi thì sợ bị đánh như tử lắm. Thôi dần cầm lấy Dần đi về đi. Rồi lúc nào gặp nhau nấng. Gà đâu ra? Gà của cháu. Dần này. Cho bác xem con gà đấy. Sao giọng bác ngọt thế? Cho bác mượn con gà cái. Giọng bác bây giờ lại mịn ấy. Mày có đưa con gà đấy không? À, đưa cái gì? Gà này là gà của cháu nhá. Này tao nói cho cái mặt mày biết nhá. Gà này là gà của tao. Tao buộc dây chun kia kìa. Xin lỗi bác, gà nào chả buộc dây chun. Gà này là trước khi đến đây là cháu buộc dây chun nhá. Thầy ơi. Thầy nói cho con biết nhá. Con gà này là con gà của thầy. Hôm qua thầy bắt trộm ở nhà ông Liễu. Hả? Thầy để ở góc sân mà nó đến nó tán mày, nó lại làm mất của thầy con gà, nó lại còn biếu lại mày, thầy mới đau chứ. Mày có đưa con gà đây không? Mày có đưa đây không? Quát ai? Hả? Mày có đưa đây không? Bỏ tay xuống. Quát ai? Mày có đưa con gà đây không? Không đưa đây. Mày có đưa con gà đây không? Không đưa đây. Tao bảo mày bỏ ra. Không bỏ ra. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi, trời ơi. Ôi trời ơi, thằng Dần, con nhà giàu nó cào mặt của tôi. Thầy ơi. Ôi trời ơi. Thầy ơi thầy. Sao thầy lại cứ ăn vạ, thầy cứ cào mặt thế hả thầy? Tao làm gì phải ăn vạ, nó cào tao 3 năm rõ 10 rồi. Ôi trời ơi. Ở cái nhà này chán lắm. Mẹ thì đi với giai suốt ngày. Thế còn thầy thì suốt ngày rượu bia. Con không thèm ở cái nhà này nữa đâu. Đã thế con đi đua xe máy cho chết luôn đi. Dân ơi, đợi em đi đua xe máy với. Nứng. Ôi trời ơi. Thế này là đời chán mặn, đời con khát nước rồi.